Vậy mà thầy chịu được hả? Trời lạnh lắm, thầy muốn bệnh luôn á. 2 giờ rưỡi tới giờ đó. Trời mới xong rồi. Uống đi, ăn. Trời ấy. Ăn ống tét bây giờ. Rồi phim này nghe. Ăn thử á. Bây giờ nói thiệu đổ ra ông đừng buồn tôi nghe, tôi nói cái đòn nào tôi nghĩ tôi gói ngon cho ông thì nó phải à. Rồi cái nghiệp ông ra sao á. Ông phải, tại ông nói rằng ông phải nó đi trở lại. Tại bữa nay nó ăn chuối biết không? Người gói chuối cho nhiều đó, có nhiều nó bể kỳ đó, nó cũng cái gì nó cũng vừa thôi kìa. Chứ mà nó quá nó cũng không được nữa. Thế còn 2 giờ rưỡi gói đồ nồi đó, hồi chiều gửi đi tôi cho. Rồi giờ gói thêm nồi nữa cho chủ nhật nè. Lỡ làm luôn chứ ngày mai cũng vậy thôi, lỡ làm luôn cho ngày mai nghỉ ngơi quay rồi trồng tiếp cái cây cối rồi. Hôm qua nó đổ 3 xe mà sao có 2 xe thầy? 3 chứ. 3 xe hả? 3 xe. Thầy nhìn thấy rõ nhiều không? Rõ cái... nó dồn vô đó. Ok. Tại con nhìn thấy nó sao dồn. Mà có 2. Dồn đó. Có kệ. Dạ. Thì nó lên nó lại thì tự ta cũng quan hỷ nó vậy được. Rồi đi đổi cái máy cày đó. Thầy hả? Tại máy cày nó nhỏ quá rồi bây giờ có máy cày bù thêm 138 đồng nữa. Ê, lấy cái kè bự á. Cái trả còn mới giả có 400 mà. Cho đã rồi. Thầy giả rồi. Đã rồi. Tại vì tiền con gà nó lấy luôn. Con gà nó lấy rồi nha. Sáng nay trời con nó lấy rồi. À thế hả? Dạ. Tại vì mình lo chứ đúng là họ không lấy là quyền của họ chứ không mình lo. Không sợ mình không tới chứ không vậy. Sợ không có. Sáng nay thất lạc đấy. Cho lấy rồi. Đấy hả? Rồi để yên chuyện con khỏi phải gọi nữa. Đi đêm nay con định gọi nữa này. Tại giờ này với nó là ăn cái tao nấu ăn vậy đi. Dạ. Bắp chuối qua mua bắp chuối về lấy cái già già ở ngoài thì sai ra làm mắm ruốc, cái non trộn gỏi cho mấy ông ăn. Vậy ta làm cho ta ăn chứ ăn luộc rồi chứ cái gì cũng chiên xào hoài ngán quá. Đó. Đang ngon phạt cái gói gì mà nó vui vậy chứ bên nay tính là vậy á. Không phải nói bán buôn gì nhưng mà cũng lợi trăm mấy chục đồng hết đâu. Thấy không ngày vậy nó cũng lợi trăm mấy nếu chịu khó cực thì chút thôi. Thế nè, không phải nói không phải là nịnh theo. Rồi lại gói chuối nhiều trong là thấy chưa nó bể. Nó nhưng mà hồi đem gì? Cái đủ rồi tại sao gói tới 2 cái nữa. Gói cho nó ngọt cho ông, vì ông thích ăn chuối. Thì thường á nó ngay cũng vậy ví dụ như còn miếng niếp gần cuối cùng á thì tính gói cho nội bộ mình ăn. Thì gói ẩu nè, gói ví dụ như lá cũng gần hết rồi. Ít lá cái nó nổ, thì mình nổ hết 3 đòn. Nổ hả? Không có nó nổ, giống như nó xì á. Nó xì giá gì bà? Vâng. Nếu ông Sĩ, tại vì hồi trước khi trình bày giảng á, thì hỏi ông Sĩ ông tới đâu rồi thấy không? Đó. Ngon lắm chứ. Nhưng mà con xin thầy. Rồi nói ăn nhiều, mấy lúc này ăn nếp nhiều quá mà không có đi khám lại thôi. Còn bớt chứ không ăn nếp nhiều quá. Giờ thầy đấy mệt lắm à? Hả? Thầy đấy mệt lắm không? Không có mệt. Nó mập mình đứng lên rồi xuống nó khó chứ còn thí dụ ngồi hoài vậy là cả ngày cũng được nữa. Nhưng mà giờ cái khung chỗ cỏ thấy hơi mệt. Cho nên có cái máy cài đó. Rồi cái máy cài nó bự hơn. Thôi ăn đi. Ăn rồi đó nãy mấy cái kia nó phải tách bét luôn kìa. Nhưng mà nếp á đúng là nó cũng tùy loại nếp. Bây giờ đằng này bữa nay mua một loại nếp khác nữa thử coi. Rồi chiều loại nếp khác. Ngày bây giờ mình dạt hết qua các loại nếp, dạt hết ra các cái cách người ta chỉ, dạt hết các cái cách kiểu từ kiểu cuộc kiểu này kiểu thử. Cái cuối cùng cái nào của mình là thích hợp mà mình thấy nó ngon thì mình sử dụng thôi. Giống như Đức Phật giới thiệu đó, Phật Di Đà đó, Đức Phật gọi là Thế Tự Tại Vương, là thầy của Phật Di Đà đó nha. Là dẫn cho là lúc đó chưa phải là Phật Di Đà, lúc đó là Pháp Tạng Tỳ Kheo đi thăm 210 con ức cõi nước chư Phật. Rồi sau đó thì ngài mới về, ngài mới giống như mỗi một cõi nước thì ngài mới thích một vấn đề nào đó, cuối cùng ngài mới kiến tạo ra thành cái nước Cực Lạc đó. Thì đó là phương tiện, nhưng mà ý nó cái pháp á, ý nói về cái phương pháp á. Pháp thì thật sự nó 210 mũi cõi nước chư Phật đó, nó biểu trưng cho không gian và thời gian, cộng với cái con người này gồm có 3 nghiệp là thân khẩu ý. Không gian thời gian á, không gian nó có 4, đông tây nam bắc, đúng không? Thời gian có 3, quá khứ hiện tại vị lai, mới nhờ cho 3 nghiệp của chúng sanh có là thân miệng ý, là 3 nghiệp nó mới tạo nghiệp mà nha, thì phải 21 không? Thì cái con số đó đó thật sự đó là cái con số gọi là phương tiện để cho khi mình đọc kinh á mình quán chiếu, chứ đâu ở đâu mà 210 cõi Phật đạo đã cõi Phật rồi thì làm gì có riêng. Giống như chúng sanh bây giờ là bên Nga nó đang bính trận đó, là chúng sanh nó có riêng, chứ biết ông Phật mà vậy thì không lẽ nước Phật cũng bính lộn tối ngày hay sao? Ý hiểu không? Cho nên cái mẹo cái giáo điển đại thừa đó phải cần thông suốt cái pháp xuất Phật học, cái danh xuất Phật học á, những con số vậy mà không thông suốt là giải thích không có ra. Tối hôm qua tôi vui lắm, cái rồi nửa đêm tôi nổi dịch, tôi sáng tôi chửi quá trời luôn, chửi cũng thẳng à. Vui là vậy nè, tối qua Diệu Đức, Diệu Nghiêm rồi đó, Diệu Đức từ đây Việt Nam cầm, gọi là cầm pho đó, cầm pho lại mấy chị em cầm pho đó ra là quyết định ngày nào về nay để mà giống như hẹn. Thì Diệu Nghiêm đó là chị quyết định, chị Diệu Đức mua vé về thì em với ông xã em ra đó chị phi trường luôn, khỏi cho anh Đa anh khỏi có cực, giống như là nó đỡ rồi. Thế nào chị đi thì em đưa chị ra phi trường, rồi chị bay về thì em đi về về cái bởi vì Diệu Nghiêm qua thì đi bằng xe hơi, đi gần đây mà. Má của Diệu Đức bây giờ yếu lắm, 90 tuổi đang ở Phú Quốc cái mà cũng cho cầu cho bà cụ qua khỏi, mà giờ qua không qua gì thì tuần sau cô cũng bay về bên này rồi, giống như hết thời gian rồi đó. Dạ. Rồi Diệu Nghiêm thì thứ hai này bay về bển, là thứ hai tuần tới bay về bên này, có một tuần Việt Nam, có một tuần nữa đó, rồi về tuần hai tuần thì qua bên đây thì cứ lụa tới tháng 3 bây giờ. Tháng này đâu có 29 phải không? 28. Yeah. Thứ ba là 11 rồi. Nghe vui, mấy thầy trò nói chuyện qua cái diễn liên là 34 người kết nối. Diệu Nghiêm nói con thì thầy và hôm nay có chị Diệu Đức vui vui, tôi thấy thầy vui, tụi con mới nói chuyện. Thầy quan hỷ hỏi chuyện gì? Nói con đi nhiều chùa đó, nhiều chùa từ ở North Carolina đi dài lên tới cái gọi là Michigan, chữ MI là gì? Michigan cái gì? Thì có quen mấy chùa. Hôm tới coi đầu có đú rồi qua đó là các chùa là bán cái cổ rồi ở đây đó. Nói chùa thì với thầy với cô á khen sư phụ, khen thầy mình lắm chị. Nó là giảng đại thừa thì giờ không còn ai giảng nữa. Họ nói thẳng với thầy, nói thẳng đó, giảng về kinh Liễu Nghĩa thì bây giờ hiếm, không còn thầy nào mà giảng như đâu. Ngoài hòa thượng lớn là sư ông Từ Thông với thầy Tài, còn giống như là đa phần là nó nửa là coi là phương tiện đó. Còn mà như thầy thì tại vì lý do là không chùa không truyền thì mới dám giảng về được, chứ còn tôi mà có chùa truyền tôi giảng về chứ hốt pha gan à. Mình cũng cảm thông với người ta, mình nói đi nói lại thì cũng phải cảm thông. Chùa truyền mình không chùa truyền với hai nữa, nói đi nói lại. Ví dụ như giờ còn có đói nữa, còn ông còn quán phở hay không, cái gì nó không có thử ra tôi hấp mạnh theo. Nói chung nó nhiều cái yếu tố thì đó, nhưng mà có cái là thầy chửi mạnh quá. Thì tôi nói đó, tuy rằng tôi có nói là đừng ai xen dự vào cái chuyện hoàn pháp của tôi, nhưng mà các vị có quyền khi mà tôi vô vậy nè, thà nói vậy để tôi suy nghĩ, chứ tôi đâu phải trâu bò mà không biết suy nghĩ, tôi biết lắng nghe. Nhưng mà đừng có cái hỏi khi nào thầy vui là khi nào nó tình thầy trò đó. Giờ một năm các chị qua về thăm tôi vậy đó, là ở 1-2 ngày vậy đó, là cái những chuyện gì vui buồn hay dở rồi mổ xẻ thầy trò nói nhau nghe. Đó là cái tình, đó là Phật tử, gọi là Phật tử bảo vệ cho đạo, hộ pháp. Chứ đâu phải Phật tử tới chùa chỉ biết cúng dường rồi thôi kệ mẹ muốn làm gì làm. Còn có người thì cúng dường rồi quậy thì mới nói vui vẻ, thấy vui vẻ là có cố sau thì vợ chồng cung ở New York tôi gọi xuống nó vụ cháy nè, đó mà nếu mà đã có phạt thì thằng cho tôi có hai, tôi đây chắc không có đâu, à, chúng nó chắc có đó, chứ thầy làm gì có tiền đấu tiền phạt, thôi thì nó lỡ rồi thầy đừng có buồn cái gì tụi con lo, nó không có phạt đâu, cái nó thì nói vậy thôi, nói thôi thì nói tụi con mấy nay lo lắm sợ không có thầy buồn, thầy lo mà thầy đừng lo trên cái tiền bạc thì mấy đó là chuyện nhỏ, miễn sao thầy giảng pháp tụi con nghe thôi. Và dạ cô Hạnh cũng vậy, chú cô cũng vậy. Xong rồi cái chú mấy thầy bên con á là chùa đâu cũng nể thầy lắm, nói với con nể thầy lắm, mà chỉ có cái cũng có cái đó là thầy chọt, thầy chọt nhưng mà thanh tử lửa hết trơn, nhưng mà nghĩ là cũng trúng, tại vì đi sâu vào mới biết nó quá nhiều đi. Thì vậy thì thôi tôi cũng vô hai ba sâu nhồi vô một chuyện là nó cùng một ý, là tôi rất là trân trọng rồi, thấy không? Tôi nằm tôi ngủ rất là vui, tại vì giữa là Diệu Đức, Diệu Nghiêm là những người Phật tử gọi là kỳ cụ, lúc tôi hoạn nạn tôi đã thọ cái ơn, giống như mình như ghi ơn hai ba gia đình tôi nói, rồi bây giờ mấy Phật tử này cũng vậy, cũng hết lòng với tôi. Thì tôi vui rồi, thành ra tôi ngủ rất là an lành, ngủ quên trời đất luôn, ngủ mà tới bắt đầu cái tôi ngồi thiền hồi mà tôi ngã cái gục xuống đập xuống luôn, quên thì nó nghĩ là ngồi lâu á, cả cái gục xuống tôi hết hồn, tôi tưởng đâu là tôi còn trong cái vía, tưởng đâu là mình rớt từ nó giường xuống nữa, nhưng mà ngồi trước niệm Phật thôi nằm luôn ngủ rất an lành. Mới 2 giờ rưỡi lòng còn vậy, ngủ đủ đất rồi, giống như cũng khỏe rồi, yêu cầu mà ngủ suông được 2-3 tiếng đồng hồ là tròn khỏe rồi, vì hồi tối làm hết rồi mới đi lên làm chuẩn bị ngủ, khuya vậy gói thôi để cho chiều nay mình gửi đi cho người ta kịp thứ 7. Cái nói về tới sư âm Từ Thông thì bây giờ không biết là Hoàng Thầy có qua khỏi không, nhưng mà cũng tắm Tử Di nữa tại vì Tử Thành Hoàng Thầy Tử Thành coi giáp ác bính trên một kỷ canh Thìn, tên là 95 rồi, nó rồi 95 mà tuổi Thìn năm đầu nữa thì không qua khỏi, mà sợ nhất là tháng 3 là tháng Thìn luôn, là tháng tuổi 15 tuổi mà năm tay nữa. Bây giờ đưa Hòa Thượng Từ ở Lâm Đồng, ở Lâm Hà về lại trường Phật học theo lệnh của giáo hội, tại vì Hòa Thượng mắc dịch không? Nó muốn hồi, nó hồi về đó không? Dầu gì Hòa Thượng là người hữu công, đào tạo bao thế hệ, tại cái tánh ông cụ là thẳng thừng, nên đằng này thì học và thích cái tánh của Hòa Thượng giảng thẳng như đó, nên không chùa không chiền vậy thôi. Nhưng mà thật sự ra thì tôi nói thiệt à, không phải thầy dạy học tôi một tôi binh. Thế gian hai người có tài là phải có cái tật, đó là nó thường nó như vậy. Về nếu mà nói tài năng á, nó về giảng kinh mà cao siêu về cái nghĩa lý sâu xa thì thầy Nhất Hạnh không bằng cái gốc thầy Từ Thông. Nhưng mà thầy còn tiếng này tiếng kia thì thầy Hạnh quá giỏi rồi. Thế nào mỗi người nó có cái biện tài, nhưng mà ở nội quốc nội mà cái thời xưa nữa mà học hành mà trình độ được như cụ Từ Thông, cụ Thanh Từ thì đâu phải là người vừa, không phải là bậc sức trần thượng sĩ tái lai, thì cũng bậc hàng cũng là phàm thần chứ không phải là phàm phu. Còn cái chuyện mà nói xin lỗi bây giờ á, nói ra thì sẽ đã ra đây vấn đề tôi muốn nói, không phải tôi binh ông cụ Từ Thông mà cái gì mình cũng binh, nhưng mà tại vì cả một cuộc đời Hòa Thượng không chủ trương các chùa, Hòa Thượng nói thẳng không chủ trương xây tháp, không có nghĩa là không bao giờ Hòa Thượng kêu gọi một cái gì cho Hòa Thượng suốt một cuộc đời nghe, chứ không phải nói là những năm về già. Thậm chí kinh sách Hòa Thượng viết ra đó, Hòa Thượng nói thẳng à, tôi bán chứ tôi không cho, bởi vì phải mua với cái giá trị của nó, còn cho cái tôi cho cái người cái tôi đi vận động để tôi in rồi vừa cho được tiền rồi quý vị đem về để luyện nữa. Cho nên ý ông cụ rất là thẳng rồi đó, ai muốn học thì mua chứ không cho nha, không vận động bất cứ một điều gì hết. Cả một cuộc đời như vậy thì nó tôi mới cả nể. Thì bây giờ 95 rồi mà bây giờ nó đổ ra mấy chuyện là ở Mỹ này có một cái nhóm mấy con mẹ mà gọi là sồn sồn mà cái hồn chảy nước đó, tôi chửi vậy đó. Cái bà này 70 tuổi có ông chồng biết bệnh gì mà nằm coi như là cứ 10 phút 15 phút là la chứ bò rắm lên nằm chỗ. Là ở đây nhiều người bệnh đó lắm phải không? Là bệnh đó bệnh gì không? Con chẳng biết bệnh gì nhưng mà nó không phải Alzheimer, mà Alzheimer là kiểu mà lãng trí. Còn những cái bệnh mà nó tương như có cái nó gọi là recycle, tức là nó cứ qua cái thời kỳ đó, cứ bao nhiêu phút hay bao một tiếng đồng hồ đó nó lại trở lại cái như vậy. Nó là ông la đó. Thì bà mới hốt tiền rồi bà khi theo tôi nghĩ bà này thì nghe pháp hòa thượng vài năm gần đây thôi. Chứ những cái thời mà chúng tôi giàu là nhỏ nghe, nhưng mà hồi thờ theo hòa thượng mà học đạo với hòa thượng là từ năm 92 91, 92 tới bây giờ là ông nghĩ bao nhiêu năm? Gần 30 năm thì đâu có mấy con mẹ này. Nếu có là tụi tôi biết hết rồi. Tại vì thời đó là trung thành với hòa thượng là mỗi tuần là chưa có vô trường học đó, mà mỗi tuần là điều số diễn nghiêm học hết. Mà hòa thượng thì ở xóm lại không? Tôi thời đó là ở cái chùa sát bên, cứ thỉnh thoảng chiều nào cũng mua miếng cầu xiêm qua cúng dường hòa thượng, hay là đem cơm rượu qua đem chè xáo nước bị sát bên đi bộ. Hồi xưa cái lò heo với cái sao nhà thờ Thánh Mẫu đó không biết rồi đó. Mà nhờ qua hòa thượng đi qua thì học lốt mấy câu, ví dụ qua khựa khựa trong nhà ông nói rồi, ông nói về câu cái luận bỏ túi đi về được rồi. Thì nhờ vậy nó mới giỏi tới ngày hôm nay, gọi là nó mới có căn bản, nó đào tạo cho mình để nó có ngày hôm nay. Cái hồi nó còn nhỏ mà, hồi năm đó tôi mới 16, 17 tuổi à, nó Sài Gòn. Rồi trở lại cái vấn đề á, mấy con mụ này đó giống như là học hẳn cái tinh thần. Một là sống ở đất Mỹ, gặp chồng bất lực, hay là gặp gọi là chồng chán, chồng mê, chồng chết, chồng gì đó, thí dụ vậy. Rồi đi chùa thì gặp mấy ông thầy chùa mò mẫm bờ rờ rẫm sờ sẫm, nên nó rất là bất mãn. Cho nên khi nghe được cái pháp hòa thượng á, hòa thượng nói mạnh quá thì mừng quá, vui mừng như là người bắt được vàng, cho rằng hòa thượng là cục viên ngọc của giáo hội, của Phật giáo vậy đó. Nó là hòa thượng là viên kim cương, viên ngọc của giáo hội. Rồi lạc đặt á, là siêu bà giờ hòa thượng già thì cái bà thị giả cho hòa thượng, tôi không nói bà này sai, trên đời này ai cũng có tham hết đâu con, vậy không? Tao thị giả thì tao bây giờ cái chỗ này của hòa thượng ở Long Hà nó mát mẻ, ta cũng muốn là bây giờ thầy hòa thượng chết thì cũng như giữ cái cốt, hài cốt hòa thượng đó, hay là di ảnh hay kinh sách kỷ niệm. Thì bây giờ bà có tiền, bà cứ bà mở mang cho nó giống như cái khu du lịch vậy đó. Thì mấy mụ này nó có tiền bên Mỹ, nó bây giờ nó bỏ, nó cắt cái cốc thì bây giờ cắt dầu chị bỏ chứ biết, nhưng mà động đất tôi thì của tôi. Chị ngu chị bỏ thì đó chịu chứ đâu có vụ mà thưa kia được, ông ý đâu đó hiểu không? Tôn sùng hòa thượng là duyên kim cương, là duyên ngọc quý của Phật giáo này kia nè. Thì từ khi mà tới về đó đó thì bất mãn. Bên đời này thà ở xa thì không sao, mà ở gần mỗi miệng đó. Thí dụ như ông già thì ông nóng nảy đâu phải lúc nào cũng tiếp với bà với má được. Thà nghe pháp thì cứ gõ lên mạng mà nghe. Thí dụ giờ Phật tử lâu lâu về thăm tôi quý chứ hỏi ông ngài, như ông chút xíu ông đi về chứ bà ở đây cả ngày cái rồi ông biết tôi bực mình không. Ví dụ vậy thằng tự chơi tiếng thầy trò, gia đình nói gì rồi giọt thôi kệ chuyện ông làm chuyện mình làm không, chứ ở cả ngày ông hỏi tới ông tôi nói hoài. Cứ nghĩ là gần hòa thượng giống như gần Phật người ta nghĩ vậy đó. Rồi khi bây giờ thì hòa thượng lại lớn tuổi thì thật sự ra đó, khi mà những năm cái lần bệnh mà thập tử nhất sanh mà một sống một chết á, thì bác sĩ nói là bây giờ ai lúc nào cũng vậy, là động viên là bây giờ ông cụ lớn rồi phải cho ăn có sức. Thì lúc đó có chúng tôi nói thôi kệ, bây giờ hòa thượng nó quá tuổi Phật rồi thì thôi bây giờ cũng ăn gì cũng được, miễn ông cụ không biết thôi mà cũng không để ý thôi, chứ ông cụ đâu có đòi, nó 95 rồi. Thì đó, thì từ khi ông cụ ăn được thì cứ mua cho ông cụ ăn cho nó cũng dễ, chứ bây giờ đồ chai thì răng cỏ rồi mà ăn. Không thấy đồ chai thì rau thì cũng nấu nước súp vậy thôi, thay vì giờ xương bò, xương heo bác cái đó mua về hầm rồi. Ví dụ như về cá lóc, cá trê nó mềm, nó không có xương thì dễ. Tôi nói thẳng như đó, nó cũng không có tội lỗi gì. Bởi vì có cái người đời là cháu của bà sư cô này nè, là người đời ở để phụ với sư cô đó, để sư ông mà sư cô đỡ đâu có nổi, sư ông lớn con nữa. Thì mấy mụ này về cái nó la làng lên, nó bắt đầu á, hồi chưa có nghịch á thì coi như là cái gì cũng tốt hết. Bà sư cô này nói cái gì mấy mụ này cũng nghe hết, cho nên bảo mấy bào tôi cũng bào đó, cho nên đó là bà sư cô, biết không? Tại vì quý sư ông thì tôi nuôi sư ông, thì giờ tôi cũng bào đó, chứ đừng nói, đừng, tôi không nói tôi tốt, tôi nói thiệt ông vậy đó. Chứ giờ tôi nuôi, ví dụ như ông là hòa thượng đi, tôi nuôi ông mà tao quý ông, thì giờ lại đây tôi cũng là bộ, tôi cũng bào đó, chứ tôi cũng muốn cái nó đẹp, chứ tôi đâu bây giờ tôi muốn tôi xấu. Còn hòa thượng đâu biết gì đâu. Bào mụ có nhiêu tiền, mụ nói là bây giờ mụ đi kể tứ lung tung, là mụ bỏ ra 5 tỷ bạc xây dựng từ ở dưới trên núi lên, là coi như mụ nuôi mấy năm nay là nuôi 70%, mỗi tháng mụ gửi về 5.000. Bây giờ hòa thượng vậy vậy á, rồi bây giờ con bà nuôi hòa thượng vậy vậy, bây giờ bắt đầu nó nổ tung ra, bà kể tứ luân phương các cái châu lục. Bởi vì tâm lý nó ngộ, nó có tiền á thì nó bậy nó bạ, chúng nó cũng nghe rằng khi bà có tiền thì bà làm quen nhiều người lắm. Ông về Việt Nam ông không có tiền không làm quen được ai hết, mà ông về mà rủng rỉnh ông sắp vài chục ngàn đô la rồi. Coi người nào thấy là anh sống ở bển anh khỏe không, anh ở tiểu bang nào, tôi cũng có con có cháu, giờ cho tôi hứa ho. Nên là coi cái bắt đầu là ông dễ không, ông dễ làm quen lắm. Còn ông về mà ông mặc te tu, ông gặp ông cho người 20 đô, coi đừng hòng cho điện thoại nó xin điện thoại ông. Thì mẹ này khi mà bà bỏ một số ra vậy thì nó là bắt thiên hạ. Nên mấy Phật tử mà lên thăm hòa thượng thì thấy bà này bỏ tiền nhiều, cho nên bà nào xin điện thoại đó, giống như bà này là kỳ công của sư ông những ngày cuối đời, biết không? Nhưng bà bên Mỹ thì bà chỉ bỏ tiền rồi bà cho người lính của anh. Thì bây giờ tôi hỏi á, bây giờ á cái đầu cái bà làm quá đi, súng nhau khuyên mà, nhưng bà cũng không nghe. Mà bà nghĩ là bà là trí tuệ số 1 rồi, coi như bà nói là phải trúng thôi. Tới nỗi dịch tới tôi ra tay. Tôi nhà Phật tử nói là với bả là khuyên là có thầy tài bên Mỹ nè, bây giờ thôi, bây giờ sư ông còn là những ngày cuối đời, bây giờ chưa chắc ông sống qua năm nay, mà sư ông hết biết nhưng mà sư ông không có làm gì được hết trơn á. Một hồi tôi lấy cái hình cho ông coi, đỡ sư ông á ngồi lên rồi là sư ông chưa đầy 3 phút là xong, nói thôi cho nằm xuống đi, cho nằm xuống, là sư ông không có ngồi nổi. Đó, đây nè, đây cái nè, thấy chưa? Cái tuổi vậy thì hỏi cái gì còn biết cái gì nữa, thì cũng mà còn biết đau biết nhất thì cũng mừng chứ. Đó, mà đi quậy. Tôi nói cái đầu cái nói tới tôi, cái bà nói đừng nói cái ông thầy đó, cái ông thầy đó bên Mỹ thì họ không thầy nào ư, không có chùa nào chứa hết trơn á. Trời ơi, nổi dịch không, tôi nổi dịch luôn. Tôi nói cái con quỷ già này, cái con mà hồn chảy nước này, cái nó dám động tới tôi. Tôi hỏi ông có xứ này xứ tự do mà làm như xứ của chính quyền Việt Nam này đó, làm như chùa bắt buộc phải ở chùa. Mà tôi mới sáng tôi mới chửi, tôi nói cái mà tôi chưa biết cái tên nha, tôi mà biết tên biết rồi là tôi lôi tên ra tôi chửi luôn. Ngu. Bây giờ mà nếu có một tháng mà có cho ông năm cho cái bà thị giả đó 5.000 đô, bây giờ mở miệng ra ta cũng nói mặt ngu nữa. Ông nghĩ hòa thượng ăn bao nhiêu, phải không? Hòa thượng phải chi, hòa thượng cận đâu mà tôi đâu có biết gì đâu. Mình tự mình đi dân nạp cho người ta, bây giờ mình đi quậy gì? Cái bệnh ngu. Thứ hai nữa, báo FBI à, tiện đâu bà thấy mà gửi 5.000, 70 rồi. Ông thấy cái này gửi bài nó nói vô rồi nó cắt cái tiền hết. Má nhìn không ra chứ đừng có ghẹo tới cái miệng của tôi. Tôi là biết là tôi báo FBI. Bởi vì ông thấy Mỹ, bây giờ nè, bây giờ nó có lệnh mới gửi Việt Nam quá 600, phải đưa ID rồi nghe ông Nam, chứ phải 2.000 nữa đó nghe. Mới hôm cách nay 2-3 bữa nè. Thành ra quanh nó nói, thầy ơi, giờ tiệm con mà gửi về cho cha mẹ không ăn quả 600 cũng phải, nó không chịu gửi 500 à. Thà gửi nhiều lần. Đã vậy mà động tới tôi nữa. Nói bên đây không có thầy nào ưa tôi nói bởi vì không ưa tôi sao? Tại vì tôi không ăn nhậu. Thì không ưa tôi mà. Tôi không làm hành nghề tôn giáo. Tôi không, tôi coi như là tôi không có kiểu mà buôn bán nghĩa trang nghĩa địa. Tôi không có buôn thần bán thánh. Tôi không có trai gái đàn điếm thì làm sao ưa được. Đồ con đĩ già mà ngu, tôi nói nó ngục giống như cái mặt của nó đút vô cái hàm phân. Tôi mà biết cái tên là tôi lôi ra cho coi. Phải, tôi nói cái sồn sồn, cái hồn chảy nước, cái thun nó tụt nha. Cái thứ này phải có thầy thiện tài trị chứ tôi hiền rồi tôi Phật tử khuyên là tôi muốn hiền là tôi muốn đụng tới nữa rồi. Ông thấy không? Mà phải cũng gặp mấy con sồn sồn cái chảy máu à. Phải chửi cho một chập. Nó mắc mớ thì tự nhiên cái hòa thượng cái lâu tới tên tôi vô. Và tôi khuyên, tôi nói bây giờ phải bảo vệ cái chánh pháp. Còn cái cá nhân hòa thượng, ví dụ như cái quá khứ hành mình nói xin lỗi, hòa thượng đóng góp quá nhiều cho đạo rồi. Phải chi mà hòa thượng đi lường gạt hay hòa thượng kia nọ thì bây giờ mình tức, mình nói là đời ông cụ tôi nói thiệt ông á, chính tôi nè. Trước khi đi qua Mỹ lên cúng dường hòa thượng còn không nhận á. Nói riết hòa thượng không nhận chứ không phải làm bộ nha. Ông tự nhiên ông gặp hòa thượng cũng nhận đâu. Rồi hòa thượng hỏi ông phải nói đúng, ra nói cái lý, nói được cái ý nghĩa Phật pháp cũng mới nhận. Ông gặp ông mà ông nói, dạ cúng thầy chú nguyện cho con, để cho con được mà nó đếm vậy. Tôi không làm được điều đó. Giờ tôi ăn đây là tôi chú nguyện không được rồi. Ông làm ăn thất bại cho ông chửi bá ngọ quân nào nhận lễ tao. Không nhận là không nhận, mà không nhận thiệt chứ không có từ chối giả đâu. Tôi thưa ông vậy đó. Đó, chỉ có những ngày cuối đời này giống như hết gọi là lực bất tòng tâm rồi thì cái đá ráo nó nuôi ông, nó làm thì nó làm, mình đâu nói được. Mà có con mẹ già rồi chảy máu chảy mũ hay sao mà tự nhiên đi nói xấu sao? Còn bây giờ sao ông ăn gì sao? Tại vì chính tôi đã quyết định là bây giờ xong lớn tuổi rồi, nó quá tuổi mà bác sĩ nó nếu có chuyện gì trị không được thì bây giờ ai nỡ đành để cho cha mẹ mình chết. Thí dụ như ông thấy như sư ông Thanh Từ, sư ông đâu có nói được đâu, mà có ai nói là mong sư ông chết không? Có đệ tử đồ tôi cũng muốn ngồi đó làm cái gương, cái cây đại thụ, lúc nào cũng nói vậy đó là cái tình của đạo. Mà tự nhiên rồi ngứa lên rồi hốt tiền hốt bạc về cúng, cái bây giờ đi quậy cái nói tới tên tôi, cái lâu tôi ra tôi mới chửi. Chứ tôi là tôi hiền rồi, tôi bị tôi hiền rồi mà chọc tới tên tôi vậy đó. Trời ơi, tôi nổi dịch tôi sáng giờ mà họ chửi một lần cho biết. Bởi vì cho nên cái Phật tử đi chùa không học đạo ngu si vậy đó. Ông Lan thấy không? Bởi vậy nếu học đạo rồi thì Phật có dạy nè, gọi là tam bất thối. Vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối. Vị bất thối là gì? Nghe cái chánh pháp của Phật, cái hương vị của Phật, biết rằng ai ăn nấy no, tôi nói đắp. Cái pháp của Phật là hướng dẫn cho con người, đưa đến sự giải thoát cho con người, không có ràng buộc bởi tâm độc tham sân si. Thì hưởng cái hương vị bất thối rồi thì còn nương vào ai nữa? Không nương vào hàng nhị thừa luôn, là không nương tinh danh viên giác luôn nghe, mà nương từ Bồ Tát tối sự thừa trở lên. Vị bất thối, hạnh bất thối là không nương vào hàng phàm phu, mà mình nương cái hạnh là cái đường đi Đức Phật đã vẽ, đã chỉ, đã dẫn cho mình đi. Phật đã nói là các con tự thắp đuốc lên mà đi, thắp cái ngọn đuốc chánh pháp, nên gọi là hạnh bất thối, đừng có nương vào ai. Rồi cuối cùng là niệm bất thối. Thì hỏi ông, nếu mà người học Phật thiệt mà ba cái bất thối thì bây giờ giàu có cái gì nữa cũng không có cái chuyện gì phải phiền não. Ai ăn nói nói tôi nói đắt mà. Còn bây giờ bà cúng, tại vì bà ngu bà cúng chứ ai kêu bà cúng như tôi cũng nói thẳng Phật tử, ai ngu cúng chứ tôi không kêu gọi ai. Thí dụ vậy đó. Còn chuyện ví dụ từ thiện cùng nhau làm, thì làm cái phước đó, cái phước chung cho cái người nghèo người ta hưởng. Còn cái chuyện mình hưởng không thì cái chuyện đó Phật có nói rồi, hãy mình làm phước nó tự trả lại mình, là mình không cần chờ đợi. Nếu mình tin thì mình làm, không tin thì thôi. Còn cúng dường cho tôi cũng vậy, tôi nói thẳng các Phật tử á, cúng dường cho tôi là cúng với cái tấm lòng. Ví dụ như tôi giảng đạo nghe được, có an lạc, có qua có lại, mới tội lòng nhau cúng dường. Tôi không hề là tôi biểu cúng dường cho tôi có phước. Tôi không hề buôn thần bán thánh. Mà thằng nào con nào mà cúng dường mà nói nặng nói nhẹ, tôi là tôi chửi thấy bọn nội đáng chịu à. Tôi nói thật là tôi nói thiệt là tôi là phàm phu chứ tôi không phải là bậc thánh. Mà cái xã hội ngày nay đó hiền không được ông ơi. Hiện ngày nay mấy con mẹ sồn sồn cái lồn cũng phải, cái hồn chảy nước này nó nguy hiểm quá đi. Nó quậy gì mà tôi rốt cuộc cái nội bộ quậy nhau không à. Ngoại đạo nó không làm được mình mà cái nội bộ mình chơi nhau, mà trong khi bây giờ ông già đã tới tuổi đó rồi. Đó, thì thật ra thì tôi nói đã cáo tài thì có tạc thiệt, cái này tôi cũng nói không giấu. Mà thường vậy đó, biết rằng tu là tu, mà chính có lại ông cũng nóng lắm nghe, cũng nói về ông dạy cũng lột áo trả đó. Ông nói thẳng là nếu nói tôi không tu hành, không làm được gì cho đạo, tôi lột áo, ông vừa lột áo vừa cái bẹp vậy nè. Hồi ông còn khỏe đó không? Chứ không vừa, vì ông cụ nói đời tôi là chỉ hoằng pháp và giáo dục đào tạo. Chứ biểu tôi mà giống như mấy thầy mà đi đâu mà chủi trang nghiêm mà tôi không làm điều đó. Thì ông đóng góp một mặt nào đó thôi, phải không? Giống như bây giờ tôi nói thiệt ông á. Ông nghĩ cái tôi giảng vậy, ông đang nghĩ cái đầu tôi sướng lắm phải không nè? Họ không có biết rằng là cái đầu này nó trăm công ngàn chuyện mà may mắn ấy, nó còn có chút tỉnh táo, nó buông ra để nó nhớ cái pháp để giảng, họ không hiểu điều đó. Thành ra họ chơi, họ khen, họ phải, họ quấy, họ nói là thầy tu nóng nảy sân si chứ họ đâu hiểu. Thí dụ thấy không, sáng 2 giờ rưỡi vậy làm phải mình kể 7 giờ 50 rồi mà cái nồi nước nó chưa sôi. Tôi sợ rủ nó sôi nó tràn lên, mà tại sao mấy cái đòn bánh nó nổ là tôi đè nó quá, thay vì hấp 15 đòn là được rồi, bữa nay hấp 21 đòn, thành nó dư 6 đòn nó mới đè xuống vậy nó mới nổ 3 đòn á. Nó nổ phải nó xì á. Mà 7 giờ 50 mà nước chưa có sôi, nếu mà tôi hấp 15 đòn thì tôi chỉ là cái quai đó là như vậy, cho tới 3 tiếng rưỡi đồng hồ là không cần đổ nước thêm, mà để vậy cứ đúng 3 tiếng rưỡi là tắt lửa à. Còn bây giờ 21 đòn thì nó phải đổ, cho nên nó sợ nó tràn mặt ra. Mà tới giờ giảng rồi, tôi điện ông sĩ, nói ông sĩ mấy giờ ông tới, ông nói 8 rưỡi. Tôi nói nếu ông tới là ông chạy qua liền nha, nếu mà lỡ nó trào á thì ông bớt lửa, ông lấy ra hoặc ông múc nước bớt ra, mà múc không được bởi vì nó không ngập cho nên nó mới xì, ông biết không, nó không ngập cho nên cái hơi đó lên nó mới xì. Còn lo vậy nữa bị nó lâu sôi, tại vì nó lạnh mà ý là lấy nước nóng nấu trong này nữa đó, nấu ra để đỡ tốn tiền á, mấy gói giờ đó. Chứ còn gói buổi tối nó lạnh đâu ra nó nấu được, thì phải nấu con này nó tốn ga tốn điện, mình ra có 20 đồng mà nấu 3-4 nồi bánh tét, nó nấu trong này nó tốn. Rồi 7 giờ 50 là đạt chạy, đâu có làm gì kịp. Mai là sáng thì ăn sáng rồi bánh răng, sáng đâu có ăn kịp luôn nữa, là đặt lấy gói mì chế vô là không hay kịp, không lô lên giảng thôi. Mà hỏi không á, trong khi ngồi gói bánh á phải suy nghĩ từng cái câu, nhớ cái đoạn này Bồ Tát Quan Thế Âm hỏi Đức Thế Tôn như thế nào, Đức Thế Tôn trả lời sao, là trong lúc gói bánh nó đã định hình trong cái đầu mình rồi, chứ không phải không có. Bởi vì tối trước khi đi ngủ là nó đọc sơ qua một lần rồi đi ngủ, nhưng mà viết luận á, là phải chờ tới 5 giờ sáng mới về viết luận. Nhưng mà mai là tại kỳ rồi giảng nó chưa có hết cái đề tài này, cho nên nó có sẵn cái luận rồi, nhưng phải đọc tối, đọc rồi mới tắt máy đi ngủ. Thì khi ngồi gần tới thì phải ngồi vừa gói vừa suy nghĩ. Cái đoạn này Đức Phật trả lời Bồ Tát Quan Âm sao, Quan Âm trả lời cái gì, rồi trong đó nó có danh từ pháp số Phật học ra sao, thuật ngữ Phật học là gì, rồi nó thuộc thừa nào trong 5 thừa, nó thuộc thời nào trong 5 thời, nó thuộc nhãn nào trong 5 nhãn. Nó từ cái chi tiết để mà giảng nó mới logic. Ông biết vậy chứ đâu phải tự nhiên muốn nói lên nói đâu. Cho nên nói phải tôi nổ chứ. Nhiều người từ người đời trí thức cho tới người đạo còn nể cái đầu này nè, mà còn nhớ điều đó. Mà hỏi á, ông thấy tôi nhét bao nhiêu đó rồi thì tôi còn nhớ cái gì nữa. Ông thấy mấy chuyện là gạt tôi đâu có nhớ, mà nếu nhớ nữa thì ta hầm bà lằng vô thì nó đâu có nhớ pháp, không thấy không. Cho nên tại sao đường đi không nhớ. Bây giờ có những cái mới tôi không nhớ, những cái cũ. Ví dụ như hồi sáng thì ngồi suy nghĩ, ủa tôi mới nghe người ta nói là cái nước gì nó đánh nước gì, mà nước gì ta mà không nhớ. Nước Nga đánh nước Ukraine. Đó là hai nước hay sao? Hai nước. Đánh nó vừa tấn công hôm qua. Mà nhưng mà hồi xưa là nó là thuộc Liên Xô hết rồi hả? Hồi xưa Ukraine thuộc Liên Xô, Xô Viết. Đó. Nhưng mà nó sau rồi cái Liên Xô nó sụp đổ rồi, nó chia làm 4-5 nước nhỏ nữa, mà nước Ukraine là nước lớn. Ồ, vậy là coi như cái giống như miền Bắc cái miền Nam vậy đó, là sao? Như miền Tây, như tàu á, như tàu là chia mà nó giã xuống rồi đó, nó chia làm nước nhỏ, nhiều nước nhỏ lắm. Đó. Là mỗi nước nó có quyền cai trị và nó tự lập, độc lập. Rồi bây giờ cái nước thằng lớn là thằng Nga, thằng Nga. Giờ đánh thằng Ukraine. Mà nó đánh là Ý nó mua đồ gì? Ý là nó bảo mày đừng có theo thằng Mỹ, thằng Âu Châu. Là thằng Nga nó muốn trở lại sau chủ nghĩa. Nó muốn chiếm luôn đất như vậy. Mấy thằng lớn nó lút cá bé thôi. Nhưng bây giờ là Mỹ nó có tham dự vô không? Mỹ tham dự vô, Mỹ và cả Âu Châu, cả thế giới chửi nó. Có mình thằng Tàu với thằng Việt Nam mới nói gì. Nghe ai nói cái tự nhiên tôi quên, không biết nước nào nó không nhớ thiệt. Dạ. Rồi cái thí dụ thầy không cần nhớ, thầy có nói thầy nghe. Đó. Tại vì nên tại sao con muốn cái đầu óc thầy nó thanh tịnh một tí. Tôi thấy quá thầy chịu ông nội đâu. Để bữa nào á ngồi nói chuyện này đâu tôi hỏi thiệt chứ tôi không có hỏi về chính trị. Mà cứ nói cái vụ Việt Nam mình á, tôi không thiệt sự là nói thiệt, nói có mặt đèn. Nếu tôi biết được, tôi không phải là con người nghe, tôi không biết. Là không biết là nó hồi xưa, thí dụ như tại sao mà lúc nào mà Việt Nam mình nó thống nhất là lúc nào nó chia làm hai rồi đánh. Rồi hồi lúc thí dụ như hồi thời nó là Mỹ á, nó đi quýnh miền Nam, nó đi quýnh giặc trong miền Nam á, nó là có cái bài hát chiến cái anh lính chiến rồi đó, hồi thời mà các ông nhạc sĩ nó đi lính chiến, đi đánh giặc là đi đánh giặc nào? Việt Cộng. Ủa tại sao anh em lại quýnh nhau? Tại vì năm 54 á, thằng Pháp nó chia đôi Việt Nam. Việt Cộng thì nó lấy người Bắc, thằng Pháp lấy trong Nam này, thì nó trao lại cho Ngô Đình Diệm. Là bắt đầu từ đó anh em mới xé rẽ ra. Anh em mới xé rẽ, như hồi xưa Trịnh Nguyễn phân tranh lấy sông tranh. Mà rồi tại sao mình không thương lượng nhau mà để cho nó có vấn đề là anh em quýnh nhau? Tại vì thằng Việt Cộng nó chỉ muốn chiếm miền Nam thôi chứ không muốn thương lượng. Nó muốn chiếm chứ nó không. Mà ông Đức nói công cái giờ tôi muốn nói công tâm chứ không có binh, không có chính trị, con không binh gì cả. Con nói sự thật là như vậy. Thằng Mỹ nó không muốn chiếm ai cả, nhưng mà thằng Trung Cộng với thằng Nga là muốn chiếm. Nên hiện tại bây giờ thằng Nga đừng chiếm Ukraine, thằng Trung Cộng đang chiếm Việt Nam mình. Thằng Trung Cộng hiện tại bây giờ đang muốn chiếm. Tại biết nó chơi độc lắm, nhiều câu độc lắm. Thôi vậy nói chính trị rồi tôi tắt nha. Rồi tắt đi. Chứ thật ra tôi nói ủa sao tôi tắt cái mình.